just so. Dùng 耐力冷静做最好，静静地精准去极高。若说做到，别理状况，就算难拼命去抵抗，凭智慧洞察实况，如再强劲敌也抵挡。一生有风有浪，用毅力变成坚守那方向，誓要对准前途发扬。 Let me let me hunt you down，总统，rất hoan nghênh ngài tới Hồng Kông. Ngài tổng thống, đây chính là người sẽ phụ trách công tác an ninh của ngài và gia đình trong 4 ngày sắp tới. Tổng phụ trách thanh tra trưởng Thượng Quang Minh Châu. Để dễ dàng cho công tác của chúng tôi, hy vọng ngài tổng thống cung cấp hành trình trong 4 ngày sắp tới cho chúng tôi. Việc này liên hệ thư ký của tôi là được rồi, đừng có làm phiền tôi. Sẽ lúc nào tới đón tôi ở khách sạn vậy? Em đợi ở bên ngoài. Thượng Quang, cô hãy tóm tắt tình hình trong 4 ngày tới của ngài tổng thống cho mọi người nắm rõ đi. Tổng thống Cassia sẽ ở lại Hồng Kông trong 4 ngày. Trong đó, chính phủ đặc khu Hồng Kông sẽ sắp xếp những buổi họp gặp mặt và một vài hoạt động cá nhân. Các hoạt động trên đều không được phép công khai, hành trình phải tuyệt đối bảo mật. Tất cả đều được tiến hành trong phòng kín. Toàn bộ do đội bảo an của chính phủ và đội vệ sĩ riêng bảo vệ chặt chẽ suốt cuộc họp. Nhưng có hai hoạt động công khai chúng ta phải đặc biệt chú ý. Đầu tiên là lễ khai mạc của Hiệp hội Tây Nam Á. Thứ hai là buổi lễ tốt nghiệp đại học của con gái ngài tổng thống. Vì hai địa điểm này đều là ở nơi công cộng cho nên rất dễ xảy ra nguy hiểm. Sếp Đại, sếp Giang, hai anh thấy sao? Chúng tôi đồng ý với đánh giá của Madame. Cả hai nơi hoạt động công khai này đều là nơi nguy hiểm nhất. Cho nên tôi quyết định lần này sẽ do đội phi hổ phụ trách vòng ngoài và giám sát xung quanh. Hy vọng chúng ta sẽ tóm gọn bọn sát thủ trước khi chúng kịp hành động. Nếu gặp sự cố bất ngờ, chúng ta và đội bảo an của chính phủ nhất định phải bảo vệ ngài tổng thống rời khỏi đó an toàn. Tốt. Nhưng mọi người phải nhớ kỹ, chuyện lần này liên quan đến sự an toàn của Tổng thống nước bạn. Nếu như xử lý không đúng cách, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của chính phủ Hồng Kông trên thương trường quốc tế. Vì vậy mọi người nhất định phải tập trung tinh thần làm việc. Công tác bảo vệ tuyệt đối không thể có sơ sót. Tụi em đã bàn với đội bảo an chính phủ, an ninh chung quanh của Tổng thống sẽ do họ và đội vệ sĩ riêng phụ trách. Dòng ngoài sẽ do điểm ô của chúng ta phụ trách. Chúng ta bố trí chặt chẽ như vậy. Nếu anh là sát thủ sẽ không chọn bắn ở khoảng cách gần. Hai bên đường đều có chung cư, phần lớn đều là nằm trong phạm vi xạ kích 500m. Anh nghĩ một sát thủ sẽ chọn một khoảng cách xa để mà bắn đó. Cơ hội sẽ nhiều hơn. Chúng ta phải cho người điều tra xung quanh, theo dõi những tòa nhà nằm trong tầm ngắm, tìm kiếm địa điểm có thể hành động. Tổ bắn tỉa sẽ giám sát, không cho chúng ra tay. Có hai cảnh sát giỏi nhất của chúng ta lên kế hoạch, đều nói là sát thủ, cả con ruồi cũng bay không lọt đâu. Nhưng có một kẻ làm em rất lo. Trong vụ án buôn lậu tam giác vàng, tên sát thủ đó đã bắn chết nhân chứng ngay trước mặt cảnh sát chúng ta, mà không để lại một chút sơ hở nào hết. Cho tới hôm nay, chúng ta vẫn chưa tìm ra chút manh mối gì về hắn. Cho nên em có lý do để tin rằng tên sát thủ hành động lần này cũng có thể chính là hắn. Có chuyện bắn lén. Tôi thiệt là không hiểu. Rượu này rất là khó tìm. Sao lại có nhiều vậy? Sao rảnh rỗi mà tìm tôi uống rượu? Không cần đi bảo vệ tổng thống sao?
ngày mai mới bắt đầu hành động. Bây giờ coi như là xả stress, uống rượu ngon cho nó sảng khoái. Yên tâm đi, lần này tên sát thủ đó phải đối mặt với những anh hùng giỏi nhất của Hồng Kông. Tôi nghĩ chỉ cần hắn suy đi nghĩ lại làm sao để tránh được sự bao vây của các anh là đủ nhức đầu rồi. À phải rồi, nếu đổi lại là anh á, anh sẽ làm sao? Nếu như tôi đoán không sai, công tác bảo vệ hôm đó sẽ do đội bảo an chính phủ túc trực. Điểm O sẽ phụ trách giám sát hội trường. Vòng ngoài sẽ do SDU canh chừng. Bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, tôi nghĩ tên sát thủ đó dù có liều mạng cũng sẽ không ra tay ở khoảng cách gần. Cho nên hắn sẽ bắn từ trên cao, đây là sự lựa chọn duy nhất của hắn. Nhưng tôi tin rằng những vị trí trên cao có thể đặt tầm ngắm xung quanh hội trường, SDU các anh chắc chắn sẽ giám sát chặt chẽ. Nhưng nếu như tên sát thủ này là một bậc thầy, thì tôi nghĩ hắn có thể bắn ở bất cứ địa điểm nào. Nhưng nếu đổi lại là tôi sẽ chọn một căn hộ có thể nhìn thấy hội trường để đặt tầm ngắm cách xa cửa sổ khoảng vài chục mét. Cho dù đội của các anh có giám sát từng căn hộ một, cũng không thể nhìn rõ mọi thứ ở bên trong đó. Xin chào. Sao rồi? Anh đã kiểm tra thiết bị xong hết chưa vậy? Sếp yên tâm đi, tụi em đã kiểm tra nhiều lần rồi. Ngày mai chúng ta không chỉ bảo vệ tổng thống, mà có thể còn phải tiến hành nhiệm vụ bảo vệ bất giữ. Tiger, làm bỏ. Có phát hiện gì thông báo cho chúng tôi ngay. Yes sir. Tổ đột kích các cậu sẵn sàng chuẩn bị chi viện. Rõ chưa? Yes sir. Lê Trương, cô qua đây đi. Dạ sếp. Có chuyện gì sếp Hugo? Ngày mai là lần đầu tiên cô tham gia hành động giám sát. Đừng để tôi thất vọng đó. Dạ sếp. Lê Trân. Energy, gì vậy? Tay trái, tay phải, hãy chọn một đi. Tại sao phải chọn? Chọn đi rồi nói. Ờ, vậy thì tay này đi. Bởi vậy mới nói, chúng ta tâm linh tương thông mà. Bộ phim này tôi chờ lâu lắm rồi, chút nữa chúng ta cùng nhau đi xem phim đi. Không xem phim cũng không sao. Bạn tôi tặng cho tôi 2 vé karaoke, chúng ta đi hát karaoke đi. Không đi đâu. Không đi. Hay là mình đi kiếm gì uống đi. Nếu không thì chơi game, chơi mô hình, shopping cũng được mà. Cái gì cũng không chịu. Hay là cô chọn đi. Đó là anh nói nha. Vậy thì đi tới chỗ này với tôi đi. Chà, Trân à, cô dẫn tôi tới đây để xem cái gì vậy? Ngày mai tôi sẽ nhận nhiệm vụ giám sát, cho nên tôi muốn thực hành lấy nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Giúp tôi đi được không? Đương nhiên là được. Nè, dưới đó rất là nhiều người. Ai cũng như vậy mà, không có gì đặc biệt hết. Hãy để ý kỹ đi. Người phụ nữ mặc áo hồng đang đi trên vỉa hè đó. Thấy cô ta có gì đặc biệt hay không? Cũng đẹp lắm đó. Tôi không có hỏi cô đẹp hay xấu. Tôi dám cá, cô ta chắc chắn không phải là một người bình thường. Hay dữ vậy, sao cô đoán được vậy ta? Không phải hên xui đâu. Anh xem kỹ đi, cô ta nhìn có vẻ như là đi dạo vậy đó. Hãy quan sát kỹ, cô ta đi tới đi lui cũng chỉ có mấy chỗ. Cô hoàn toàn không hề chú ý tới đồ bán ở trong cửa tiệm. Anh thấy chán rồi hả? Không phải. Tuy anh đã tổ đột kích, nhưng mà tập quan sát như vậy cũng có lợi đối với anh mà. Tôi biết mà. Trân nè, chơi một trò chơi nha. Chơi trò gì vậy? Tìm ra 5 người khả nghi nhanh nhất, ai thua người đó bao ăn chè. Ok, bắt đầu đi. Người thứ tư, người đàn ông đứng hút thuốc, cạnh tung rác bên ngoài cửa tiệm. Ờ, người đó hả? Tôi cũng đang muốn nói đây. Nhưng anh đã trễ rồi. Thật là tiếc, anh chỉ thiếu có một chút thôi. Đừng đắc ý, tôi nhất định sẽ đuổi kịp. Này, người phụ nữ đang đi dưới lầu sắt, nhất định có gì đó khả nghi. Rõ ràng là hơi kỳ lạ.
Nhưng mà không phải là phụ nữ mà là nam đó. Không phải chứ. Ha, anh nói coi, chút nữa mình nên ăn chè gì đây? Dậy đi anh, dậy đi, dậy đi anh, dậy đi, dậy đi, dậy đi. Anh không nhớ hôm nay có việc phải làm sao? Nhanh lên, mau dậy ăn sáng đi, tới giờ rồi kìa. Đến trễ thì gánh hậu quả đó. À, nhiều chuyện quá. Ê, trời ơi. Nè, làm xong việc, muốn về ăn cơm thì gọi cho em. Em làm món ngon cho anh ăn ha. Cái thằng này. Sếp. Chào buổi sáng. Sếp. Chuẩn bị xong hết chưa? Tất cả đều sẵn sàng rồi. Đội bảo an đã đến khách sạn đón ngày tổng thống. Người của chúng ta sẽ theo sát trên đường. Trước khi họ xuất phát, chúng ta sẽ kiểm tra tất cả mọi nơi. Tốt. 30 phút nữa ngày tổng thống sẽ rời khỏi khách sạn. Tất cả chuẩn bị tinh thần đi. Dạ sếp. S1 báo cáo đi. S1 đã vào vị trí. S2. S2 đã vào vị trí. S3. S3 đã vào vị trí. Anh em phải tập trung tinh thần, sẵn sàng chạy lệnh, rõ chưa? Đã rõ. Tuy rằng chúng ta đã phong tỏa hiện trường, nhưng anh em không được buông lỏng. Sát thủ có thể trà trộn vào bất cứ lúc nào. Dạ. Dạ. Mười lăm phút nữa ngài tổng thống sẽ tới nơi. Lễ khai mạc sẽ bắt đầu khi họ đến. Bà Đông, anh muốn em cho một người qua bên PR xác nhận lại tất cả khách mời có mặt có trùng khớp với danh sách hội giao hay không. Còn nữa, 10 phút sau anh sẽ cho tăng cường an ninh ở đây. Trừ người của chúng ta và vệ sĩ của ngài tổng thống thì bất cứ người nào cũng không được ra vào hội trường. Không thành vấn đề, em sẽ đích thân qua gặp bên PR. Tôi làm cảnh sát lâu rồi, họ đó chưa được bảo vệ cho bộ trưởng. Lần này được bảo vệ tổng thống đúng là nở mày nở mặt. Chà, bảo vệ cho bộ trưởng đâu phải là chuyện nhỏ. Anh bảo vệ cho bộ trưởng nước nào vậy? Bộ trưởng tam diện và bộ thương mại đó. Anh Cương, anh mau, 15 phút nữa ngài tổng thống sẽ tới đây. Đội phi hữu đã tăng cường dòng ngoài, thông báo cho toàn thể anh em phối hợp bố trí. Dạ bà Đồng. S1, tình hình bên đó sao rồi? Tình hình bình thường hết. S2. S2, tình hình bình thường hết. S3, tình hình bình thường hết. Ông chủ sắp tới hội trường, tất cả đề cao cảnh giác. Yes sir. Nếu đổi lại là tôi sẽ chọn một căn hộ có thể nhìn thấy hội trường để đặt tầm ngắm cách xa cửa sổ vài chục mét. Cho dù đội của các anh có giám sát từng căn hộ một cũng không thể nào nhìn rõ mọi thứ bên trong đó. S1, có nhìn thấy rõ căn hộ thứ tư bên trái trên lầu 6 tòa nhà đối diện không? S1 ở đây không thấy rõ hết. S2, có nhìn thấy bên trong căn hộ đó được không? S2, vị trí quá hẹp không thể nhìn thấy hết. S3 có thấy được không? S3 chỉ nhìn được một chút, qua cửa sổ đang mở thôi. Do ánh sáng yếu cho nên nhìn không rõ tình hình bên trong hết. Có chuyện gì? Anh cảm thấy căn hộ đối diện nó rất khả nghi. Anh phải qua xem thử. Em đi với anh. Ở đây có chuyện. Thank you.
hai người tìm ai vậy? Hàng xóm ở dưới lầu kiện máy lạnh của bà bị rỉ nước, nên chúng tôi lên kiểm tra xem. Mời vào trong. Không thể nào đâu, dạo này trời rất là lạnh, lâu lắm rồi tôi không có mở máy lạnh mà. Có lẽ là người nhà bà mở mà bà không biết. Cái nhà này chỉ có một mình tôi thôi hả? Trừ khi là có ma đó. Chắc là họ nhầm nhà khác, tôi xin lỗi. Chúng tôi đi đi, cẩn thận cửa nẻo nha. Được rồi. Là phiền bà. Không sao. Ông chủ đã tới hậu trường rồi. Các đơn vị hãy đề cao cảnh giác. Bình yên vô sự, chúng ta sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cảm ơn quý vị đã nhiệt tình chiêu đãi. Alo, Dương hả? Tôi Kiên nè. Anh đang ở đâu vậy? Sao lại hỏi vậy? Muốn biết anh đang làm gì thôi. Nếu như bây giờ tôi nói là tôi đang ngắm chim chóc, anh có tin không? Ngài tổng thống đã an toàn, anh em thu đồ gì? Gia nhập đĩa bao lâu rồi, chưa từng khẩn trương như lần này đó. Hôm nay anh em cực khổ nhiều rồi, tôi mời uống trà. Xong rồi, hoàn thành. Cảm ơn sếp. Có thể thu đội rồi. Anh Kiên, sao mà chào mày vậy? Hôm nay không có chuyện gì, rất có thể là tên sát thủ đó sẽ ra tay trong lễ tốt nghiệp đại học của con gái tổng thống vào ngày mốt. Thư giãn chút đi, lần sau chúng ta bố trí còn nghiêm ngặt hơn hôm nay nữa. Tên sát thủ đó không có cơ hội ra tay. Tôi chỉ lo có sơ hở thôi. Ok, chút nữa chúng ta về họp lại kiểm tra xem còn chỗ nào cần phải tăng cường. Anh có thể yên tâm rồi chứ? Sếp Đặng, mời uống trà. Hai anh có hứng thú không? Thật ngại quá. Alo Kiên à, anh có gì muốn gặp anh? Được, chút nữa gặp. Xin lỗi nha, anh có việc không thể đi uống trà được. Được. Tạm biệt. Giờ rồi sao? Sao trễ quá vậy? Anh đã đi đâu? Nếu như tôi nói với cô là tôi tới công viên để ngắm cảnh, cô có tin không? Tôi tin. Ông tổng thống đã về khách sạn nghỉ ngơi rồi. Có nghĩa là anh không hề tới hội trường lễ khai mạc. Cô hy vọng tôi ra tay sớm à? Thật ra thời cơ tốt nhất để ra tay, không ai hiểu rõ hơn anh. Điều này tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Nếu như đã tin tưởng tôi, sao lần này cô lại phải đến đây? Bởi vì phi vụ lần này rất quan trọng đối với kỳ điểm của chúng ta, cho nên chỉ được thành công, không được thất bại. Con người của cô thật mâu thuẫn. Vừa mới nói là tin tưởng tôi tuyệt đối, bây giờ lại lo tôi thất bại. Con người là mâu thuẫn như vậy đó. Xem ra phi vụ lần này làm cho đại tiểu thư của kỳ điểm chịu nhiều áp lực rồi. Kỳ điểm là cơ nghiệp do ba tôi bỏ tâm huyết hơn nửa đời người để tạo dựng. Nhiều tổ chức tập đoàn lớn nhờ cậy kỳ điểm làm việc là vì chúng ta biết giữ uy tín, làm khách hàng hài lòng tuyệt đối. Nhờ sự uy tín này mà kỳ điểm mới có được địa vị như ngày hôm nay. Lần này cũng vậy, đã nhận của người ta nhiều tiền như vậy thì đương nhiên phải thực hiện yêu cầu của họ. Yên tâm đi, trong từ điển của tôi không bao giờ có hai chữ thất bại. Nhưng ví dụ lần này rất nguy hiểm, có thể mất luôn cả bạn. Ngoài anh ra không một ai dám đảm đương, cho nên ba tôi cũng đồng ý giao cho anh làm. Cho dù ra sao, tôi cũng tin anh sẽ thành công. Cạn ly. Cạn ly.
Sao rồi? Anh xem hồ sơ và thư từ của Albert có phát hiện được gì không? Không. Vậy anh ta có thể giấu tiền ở đâu chứ? Xin ký nhận giùm. Nặng lắm hả? Để làm cho. Ừ, cảm ơn. Dạ được, cảm ơn sếp Google. Để đâu đi? Bên đó đi. Kỳ lạ thật. Tại sao anh Kiên phải điều tra Elvis được chôn ở đâu? À, xong rồi. Cà phê nguội rồi, em làm lại ly nóng cho anh nha. Ờ, được, cảm ơn em. Cà phê. Cảm ơn. Sao rồi, có việc làm rồi sao? Ờ, chỉ là đồng nghiệp hẹn ăn cơm thôi. Cô để tôi. Cô có chuyện muốn nói với anh ấy. Vậy để tôi ra ngoài nha. Không cần. Làm việc anh nhiều quá rồi. Đừng có xấu. Tôi cảm thấy không được khỏe. Anh đưa tôi về có được không vậy? Được chứ. Alo, Linh hả? Kiên à, anh đang ở đâu vậy? Ờ, anh đang đi làm mà. Anh làm ở đâu? Ở trong sở cảnh sát đó. Tại sao anh phải gạt em? Anh đâu có gạt em. Còn nói là không gạt em hả? Tại sao anh lại gạt em? Cô ta là ai? Sao đưa cô ta đến thăm Elbert? Để anh giới thiệu. Đây là cô Diệp. Và cũng là vợ của anh Diệp. Cô Dương à, mời cô ngồi, đừng có sáo nha. Có lẽ cô Dương đây đến giờ vẫn chưa biết gì. Trước khi cô quen với Albert, tôi và anh ấy đã kết hôn ở Mỹ được mấy năm. Trong mấy năm đó, chúng tôi sống chung với nhau rất là vui vẻ. Chúng tôi còn định là sinh con nữa. Nhưng đúng lúc đó, tôi phát hiện ra mình mắc bệnh thận. Tuy vậy nhưng anh ấy vẫn rất là yêu tôi. Dù là ở nhà hay bệnh viện, anh cũng chăm sóc tôi chu đáo cho tới 6-7 năm trước. Tôi phát hiện ra
anh ấy đã thay đổi. Rồi có một ngày, anh nói với tôi là anh rất có lỗi với tôi. Anh đã yêu người phụ nữ khác. Người đó chính là cô. Tôi còn nhớ lúc đó em mới nói với tôi, anh không hề cố ý phản bội tôi, chỉ là ông trời trêu ngươi cho anh gặp được cô. Anh nói lúc đó anh cũng rất là đau khổ, cũng rất muốn tránh xa cô, nhưng tới cuối cùng anh không làm được. Bởi vì anh biết người anh yêu nhất chính là cô. Anh biết là mình không thể rời xa cô, cho nên anh đã gian xin nài nỉ tôi. Lúc đó tôi cảm thấy rất đau khổ, vì tôi thực sự yêu ảnh. Nhưng mà tôi càng yêu ảnh thì tôi càng cảm thấy không nên miễn cưỡng tình cảm của ảnh. Cuối cùng tôi chấp nhận ly hôn để cho anh được hạnh phúc. Sau đó Airbus có hứa với tôi, anh nói là sẽ chu cấp tất cả chi phí sinh hoạt và chữa bệnh cho tôi. Có thể là trong lòng của anh cảm thấy nợ tôi. Mặc dù anh sống chung với cô, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn đến thăm tôi. Sao cảnh sát không tìm được giấy ly hôn của hai người? Albert cũng đã nhiều lần hối thúc tôi làm thủ tục ly hôn, nhưng tôi thực sự vẫn còn tiếc nuối, cho nên cứ để như vậy. Cho đến một ngày anh đến nói với tôi, anh quyết định rời khỏi Hồng Kông cùng với cô, đến nơi khác sinh sống. Tôi cũng định làm đơn ly hôn với ảnh. Không ngờ ngay lúc đó anh bị người ta giết. Sau khi anh chết, tôi đã mất đi sự che chở, và tôi phải sống nhờ vào sự trợ cấp, và còn phải trị bệnh nữa. Xin lỗi. Đừng như vậy. Đây không phải lỗi của cô đâu. Yêu thì phải chấp nhận hy sinh. Tôi đã yêu anh thật lòng thật dạ, cũng không có gì để mà oán trách. Đó là sự lựa chọn của tôi. Tại sao lại phải gạt em? Thật ra anh còn giấu em bao nhiêu việc nữa. Linh à, đừng vậy mà. Em cứ tưởng anh ta chỉ giấu em về mỗi chuyện rửa tiền thôi. Em thật không ngờ, thì ra luôn cả tình cảm anh ta cũng lừa dối em. Chuyện cũng đã qua lâu rồi, em đừng có đau lòng nữa mà. Em luôn cho rằng mình đã thảm lắm rồi, đột nhiên mất đi tất cả, em cảm thấy ông trời quá bất công đối với mình. Nhưng thì ra con người còn thê thảm, còn bất hạnh hơn cả em. Cô ấy không chỉ mất chồng mà lại còn bị bệnh, phải ngồi xe lăn. Em không thể tưởng tượng nổi cô ấy phải sống khổ sở thế nào. Cũng tại em không tốt, tất cả đều tại em hết. Tại sao em phải gánh hết trách nhiệm về mình? Đây đâu phải là lỗi của em. Là em đã hại cô ấy. Nếu không phải tại em thì bây giờ cô ấy đã có cuộc sống tốt hơn rồi. Em không biết phải làm sao để đối diện với chính mình nữa. Hãy nghe em nói một câu thật lòng nè. Trong 2 năm nay em cũng đâu có được thanh thản, tất cả chỉ vì chuyện lúc trước với anh Diệp thôi.
Anh tưởng là em đã quên hết chuyện cũ rồi. Thì ra là em vẫn còn để trong lòng. Anh cũng hiểu, chuyện tình cảm không thể nói bỏ là bỏ dễ dàng như vậy được, đúng không? Nhưng mà nếu em cứ canh cánh trong lòng thì làm sao bắt đầu cuộc sống mới được đây? Em muốn làm lại từ đầu thì em phải tin vào chính mình chứ. Bỏ lại hết thì em sẽ làm được. Quên hết tất cả để làm lại từ đầu, được không em? Chị hai. Ừ. Sao chị không đóng cửa lại vậy? À, vậy sao? Chị lại sao nữa rồi? Không khỏe trong người hả? Không sao đâu. Bên ngoài trời trở lạnh rồi, chị mặc đồ mỏng như vậy. Em rót ly trà nóng cho chị nha. Em nghe nói nhãn nhục và trần bì có thể làm cho tinh thần tỉnh táo và bớt đau đầu. Chị hai, uống đi. Chị sao vậy? Sao mắt chị đỏ vậy? Tâm, chị có lỗi với em. Sao chị lại nói như vậy? Chị không phân biệt được người tốt người xấu, mang đến nhiều phiền phức cho gia đình mình. Chị đừng nói như vậy mà. Đây đâu phải là lỗi của chị đâu. Nếu như có trách thì phải trách má không tốt, bỏ đi không nói tiếng nào, bỏ lại chị em mình. Em còn giận má hả? Lúc trước má bỏ đi không thèm nói một lời. Em cảm thấy má rất là vô trách nhiệm, rất ích kỷ. Em thật sự rất giận má. Nhưng từ từ em cũng hiểu, cho dù là em giận má cỡ nào, quán trách má vô tình tệ bạc cỡ nào, thì cũng là chuyện đã qua lâu rồi. Nhưng mà em biết điều quan trọng nhất là em vẫn còn có chị hai thương yêu em. Em biết chị lúc nào cũng lo lắng cho em, cho nên em đã tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải kiên cường và cố gắng hơn nữa. Phải biết cùng với chị gánh vác mọi việc. Cho dù là bây giờ em chưa làm được, nhưng mà em có lòng tin, chỉ cần chị em mình đoàn kết thì không có việc gì có thể làm khó được mình. Em giờ đã trưởng thành rồi đó, chị phải học theo em đó, có biết không? Đó là em học theo chị mà. Em nói rất đúng. Chỉ cần chị em mình đoàn kết, sau này không cần sợ gì hết, đúng không?
Nếu như tụi mình cùng đi đến một nơi khác, rời khỏi Hồng Kông, tìm cuộc sống mới. Đi đâu hả? Anh muốn em cùng anh tới Tahiti. Nhật Linh, làm vợ của anh nha. Anh hy vọng được sống cùng em mãi mãi. Hai giờ chiều nay, con gái của Tổng thống Cassia sẽ có mặt ở đây để làm lễ tốt nghiệp đại học. Lúc đó ngài Tổng thống và phu nhân đều tham dự. Sau khi buổi lễ kết thúc, tất cả những hoạt động công khai của ngài Tổng thống ở Hồng Kông sẽ chính thức chấm dứt. Sáng sớm ngày mai, họ sẽ lên máy bay trở về nước. Có nghĩa là tên sát thủ muốn ám sát ngài Tổng thống chỉ còn cơ hội cuối cùng này. Vì vậy, chúng ta nhất định phải cẩn thận, bảo đảm chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ. Lễ tốt nghiệp, ngoài sinh viên trong trường ra thì chỉ có khách mời và phụ huynh danh dự mới có thể vào hội trường được. Tôi sẽ cho tăng cường thêm người chốt ở cửa ra vào, xác minh tên tuổi của tất cả những người vào trong. Sau khi lễ tốt nghiệp bắt đầu, chúng tôi cùng tất cả những đơn vị bảo vệ bên trong cũng như bên ngoài sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối. Vì vậy, lúc tổng thống đến và lúc rời đi, đó là hai thời điểm nguy hiểm nhất. Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, chắc chắn sinh viên sẽ ra khuôn viên trường chụp ảnh lưu niệm. Tôi tin rằng con gái tổng thống cũng không ngoại lệ. Vì vậy, chúng ta sẽ sắp xếp cho gia đình tổng thống chụp hình trong phạm vi quy định. Về chuyện này, Liêm Ô cũng đã thông báo cho thư ký của tổng thống rồi. Hơn nữa, sau khi buổi lễ kết thúc, sẽ có rất đông người ùa ra ngoài khuôn viên trường. Vì vậy, tôi hy vọng anh em bên đội phi hữu thắt chặt bố trí và tập trung giám sát trong khoảng thời gian này. Sẽ yên tâm đi, chúng tôi đã bố trí cho tổ bắn tỉa giám sát trên cao rồi. Tổ đột kích bên ngoài luôn sẵn sàng chờ lệnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngài tổng thống. Tốt. Bây giờ còn sớm, anh em tạm nghỉ một chút đi, lát nữa sẽ bận rộn đó. Chúng ta qua bên trường trao đổi, xem họ có sắp xếp được cho mình một phòng kín để chúng ta làm phòng tình báo không? Dạ, bà đang. Alo. Anh Kiên à? À, Linh hả? Ừ. À, phải rồi, tối qua em có nhận được tin nhắn không? Nhận được rồi, giờ này anh có rảnh không? Em muốn gặp anh, em có chuyện muốn nói với anh. Nhưng mà anh đang trực mà. Vậy thôi đi, anh tập trung làm việc đi. Ờ, à, chuyện có quan trọng không? Bây giờ anh đang ở trường đại học Ngũ Lập đi. Vậy sao? Em đang ở gần đó, sẽ đến nhanh thôi. Ừ, cũng được. Vậy 10 phút nữa gặp ở quán cà phê trong căng tin trường nha. Chút nữa gặp. Tạm biệt. Thật ngại quá, em làm phiền anh rồi. À, chào cô, xin hỏi cô dùng gì? Cà phê, cảm ơn. Dạ. Tìm anh gấp gì, có việc gì không? Thật ra em muốn nói với anh là em đã giao lại tất cả di vật của Albert cho vợ cũ của anh rồi. Cô nhận đi. 1.200.000.
Cô Dương à, vậy là ý gì chứ? Tôi cảm thấy mình nợ cô nhiều quá. Đây, cứ coi như tôi bù đắp lại cho cô. Hôm qua sau khi gặp được cô, tôi về đến nhà suy nghĩ cả đêm. Tôi hiểu ra được nhiều điều. Tất cả những gì lúc trước Albert cho tôi thật ra không thuộc về tôi. Trong cái hộp này, tất cả đều là di vật của Albert. Bây giờ những thứ này tôi giao lại hết cho cô. Cô mới thật sự là người cần chúng, cô Diệp. Cảm ơn cô. Cô Dương à, thực ra em phải cảm ơn anh mới đúng. Là anh đã động viên em, giúp cho em đã hiểu ra rằng nên bỏ lại những chuyện đã qua và bắt đầu một cuộc đời mới. Em nghĩ thông suốt vậy là tốt rồi. Nếu tối qua em không nhận được tin nhắn của anh nói với em về chuyện của bé Đình thì em cũng nghĩ không ra. Thật ra lúc trước em cũng từng gặp phải chuyện tương tự. Có một lần em đưa tay vào trong cái lọ thủy tinh muốn lấy một viên kẹo, kết quả là cái miệng lọ quá nhỏ, em không tài nào rút tay ra được. Sau đó em phát hiện thì ra em cứ nắm chặt viên kẹo không buông, chỉ cần thả viên kẹo xuống thì có thể dễ dàng rút tay ra rồi. Cuối cùng em đã thông suốt là tại em cứ nắm chặt không chịu buông. Em thực sự tin chuyện của Đình Đình là thật à? Sao cũng được. Bây giờ là lúc em nên bỏ hết những chuyện đã qua, làm lại từ đầu.